không phải nhà mình ấy. Nhưng mà ở đấy thôi. Thì em đi gần. Nó lười đi. Thế phải lười đi mà trên đấy thì anh có đồ của anh. Không đồ để anh ăn được, ở đây chả được cái gì đâu, không thích ăn. Đó, không phải đối em được các tình em thì thế này thôi. Em chỉ đưa giảm hơn đầu lợn thì sao? Làm ba đầu lợn, làm bốn hơn đầu lợn. Hôm đấy ngon nhỉ? Hôm đấy xong rồi, xong rồi cậu còn hỏi là mình đâu nhỉ? Thế mà hôm đấy được cho nó còn vãi luôn. Thế nhưng mà cậu nấu đầu lợn đưa chị cái này chị đủ. Nhưng mà đầu lợn hôm đấy nấu bắp hay nấu cái gì hả cậu? Hôm nay nấu nguyên vị chả có gì cả. Ừ, ý là cho hôm nay cho cái gì nhỉ? Cái cơm thôi. Muối dầu dưới thôi. Không. Ô này. Ê thằng này thèm mãi nhá, thầy nói đến nó thèm mở rất là ăn nhưng mà hơn. Thật ra đầu lợn ngon hay không ta? Nước cốt dừa. Tâm hơn. Kêu hôm đấy bà ăn chả có đen đấy. Mới con tuổi. Mấy ao này tao bảo bà ăn chả có đen đấy. Nước cốt dừa. Đấy hôm đấy cũng thèm. 2005. 2005, 2006 không là 19 tuổi à? Mỗi lúc con dừa còn biết không? Mày nuôi con chị có 5 tuổi. Ê Hương này, em phải đặt cho nó ra có liên tục phạt vì nó nói nó cái tuổi ớ. Thế mày để ra phạt tao nôn xong rồi tao ra tao uống mày tiếp đúng không? Đúng à? Đúng luôn, em cứ nôn được. Hương này, tao tự nôn ra chứ không quan trọng. Kiện nó ỉa mãi luôn đến được. Không, ỉa mẹ rồi, tao bảo tao nôn xong rồi tao nôn mày tiếp. Nó ỉa chưa? Tao nôn ỉa luôn đi. Uống mày tiếp. Nhưng mà như thế là đéo được. Như thế là ra cháu. Đúng rồi. Anh chị em trong nhà nó hỏi tuổi phải nói nó chứ không thì ngoài đâu, lần đầu gặp đâu. Nói chơi như thế không được như thế, mình lớn rồi mình đừng nên kiểu như thế. Bơm tàu. Bơm chứ gì nữa. Thái độ như thế phải bơm để đánh hết mà. Này. Lại đánh hết mà. Được. Ra ra. Anh ấy thắc mắc là